Xã Bản Lầu, huyện Mường Khương là thủ phủ dứa của Lào Cai với khoảng 1.700 hecta, hơn 2/3 diện tích đã được thu hoạch. Dứa hái đến đâu được thu mua đến đấy. Lý do là bởi cầu vượt cung, những năm qua giá dứa xuống thấp nên nhiều gia đình bỏ vườn, chuyển sang trồng loại cây khác. Ngoài ra thì thời gian qua, Lào Cai đẩy mạnh liên kết để thu mua dứa của nông dân, tránh tình trạng tư thương ép giá.